Ngày 11 tháng 11 tại Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế giữa phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch quốc tế Thiên Thiện Đại Liên chi nhánh Hà Khẩu tổ chức. Đây là dịp để thúc đẩy công tác giao lưu, giúp các bạn sinh viên có cơ hội học hỏi ngoại giao văn hóa, tăng tính đoàn kết giữa hai nước láng giềng. Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam, Trung Quốc, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ Hà Giang được trang bị thêm kiến thức về văn hóa để áp dụng thực tế vào chương trình học của mình. Tại chương trình, các bạn sinh viên phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang đã thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đến với khán giả, như các điệu múa của người Dao, lễ cúng của người Lô Lô, hát then đàn tính. Thông qua các tiết mục biểu diễn sẽ giúp người dân Trung Quốc hiểu thêm về đất nước, văn hóa, phong tục tập quán và con người Việt Nam, từ đó góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy ngoại giao văn hóa giữa nhân dân hai nước.